Thịnh Nguyễn xin mến chào và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã trở lại kênh của Thịnh Nguyễn. Tòa Giám mục Xuân Lộc 210 Hùng Vương, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam. Tòa Giám mục Xuân Lộc ngày 13 tháng 7 năm 2021. Trọng kính quý cha Quảng Hạc và quý cha. Lá thơ ngõ này gửi đến quý cha trong tâm tình những người thợ trong cùng một vườn nho của Chúa, để gợi ý giúp nhau chăm sóc vườn nho mến thương này giữa những thách đố hiện tại của những cơn đại dịch COVID-19 bùng phát. Mọi người đều mang trách nhiệm trước sức khỏe của bản thân và anh chị em mình, nhưng chức năng và thẩm quyền thì tùy cương vị mỗi người. 1. Chính phủ đang có những biện pháp giãn cách xã hội chống lại sự lây lan của virus. Quy định 5K là quan trọng, dễ thực hiện và hiệu quả. Chúng ta gây ý thức cho giáo dân chấp hành theo hướng đã đi của y khoa. Nước ta đang nhập hàng triệu liều vaccine và tuần tự tiêm ngừa cho người dân. Tâm trạng của những người trong vùng nhiễm và lân cận nhiều hoang mang, cảm thấy cuộc sống sinh hoạt khó khăn hạn chế. Chúng ta trông đợi nhờ phương thức cách ly, chữa trị bệnh nhân F0. Giãn cách xã hội, tiêm chủng, tạo thêm những vùng an toàn, cuộc sống bình ổn sớm trở lại. 2. Đứng trước thực tế này, mối quan tâm và hoạt động của quý cha với sự cộng tác thiện nguyện của đông đảo giáo dân, quý chức ban hành giáo, các giới, các hội đoàn, các bạn trẻ đang là nguồn nâng đỡ tinh thần, vật chất cho các gia đình, không phân biệt lương giáo, nhất là những gia đình nghèo khó, những người thất nghiệp lâu ngày do dịch bệnh, những di dân lao động kiếm ăn từng bữa, bữa đói bữa no, biết bao phương thức trợ giúp không đồng, nắm gạo, mớ rau, những hộp cơm dùng ngay trong đỡ đói lòng, đã đáp ứng nhu cầu thiết yếu, những ngõ ngách đã quen heo hút, những lối mòn với những căn hộ lẻ loi hay khoảng sân nhà thờ nhà xứ để trở thành những địa chỉ thân thương thấm tình. Ở điểm này, nhiều người quan sát thấy quý cha và ban hành giáo rất uy tín, để liên hệ được với các nhà vườn, những trại chăn nuôi, những ao thủy sản với giá nhân tạo. Ngoài ra, con xin gợi ý các cha quản hạt cùng với quý cha trong hạt dấn thân tìm hiểu tình hình lương thực địa phương mình, thực phẩm nào còn thiếu cần trợ giúp, hoặc thực phẩm nào số lượng dồi dào có thể gửi đi cứu trợ. Và các cha quản hạt thông báo cho nhau về nguồn thực phẩm luôn chuyển hộp nhu cầu, không bị phí phạm và đến được nơi anh chị em chúng ta cần trợ giúp hơn. Tòa Giám mục đã liên hệ chính quyền tỉnh, xin quý cha cũng liên hệ với chính quyền địa phương nơi đi, nơi đến, để các nhóm cứu trợ được tạo điều kiện thuận lợi khi qua các trạm kiểm soát, được hỗ trợ trong việc phòng chống dịch bệnh và trong khi hoạt động, xin giữ nghiêm chỉnh những biện pháp phòng chống lây nhiễm. 3. Chúng ta cảm nhận trong những ngày này, giữa những nhu cầu lương thực không thể thiếu, để trỗi lên như điểm son tình thương, lá lành đùm lá rách, cung cách trao bằng cả con tim, một miếng khi đói bằng một gối khi no. Cái no, tình là nghĩa sớm, bất kể lương giáo, sớm đạo, mới thực sự làm cho ta sống, là những người vốn trang chứa lòng tin, cậy, mến, nơi Chúa. Chúng ta có lời cầu nguyện cùng giáo phận, nhiều giáo sứ đã hiệp thông cầu nguyện trực tuyến, sốt sắng cử hành thánh lễ và giờ kinh lòng thương xót, và cuối ngày khi màn đêm buông xuống thật ý nghĩa, giờ cầu nguyện sum họp gia đình. Trọng kính quý cha quản hạt và quý cha, có bao giờ mà cuộc đời hết gian truân, nhưng ta cố công làm người trong chính những gian truân ấy. Đại tỷ phú Sister V. George, chủ tịch điều hành công ty thời danh công nghệ số Apple, từng là người con bị bỏ rơi, tự lập tạo sự nghiệp, di chúc năm 2011. Khác biệt giữa con người và làm người rất lớn.
Đừng giáo dục trẻ em phải trở nên giàu có trong tương lai, nhưng hãy dạy chúng cách sống mang lại hạnh phúc. Như vậy, khi lớn lên, chúng sẽ biết giá trị thật của mọi sự, không phải dựa trên tiền bạc. Có bao giờ mà cuộc đời hết gian truân, nhưng ta cố công làm người trong chính những gian truân ấy. Nhờ lời mầu nhiệm vượt qua của Chúa chúng ta và lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Mẫu Diễm Phúc, Thánh cả Giuse, xin Thiên Chúa chúc phúc cho tấm lòng vàng của muôn người và quý cha, những gì anh em đã làm cho một người trong các anh em hèn mọn nhất này của ta, là anh em đã làm cho chính ta. Matthew đoạn 25 câu 40. Thân mến chào quý cha Quảng Hạc và quý cha Doan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã ấn ký.